Bão số 4 đổ bộ càn quét, một cô giáo ở Thanh Hóa bị cây đè, nhiều ô tô bẹp dúm. Vào lúc 14 giờ ngày 19 tháng 9, bão số 4 đã chính thức đổ bộ vào các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, mang theo sức gió mạnh mẽ cấp 7, 50-61 km/h và giật cấp 10. Trong vòng 3 giờ tới, cơn bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, đi sâu vào đất liền và dần suy yếu thành vùng áp thấp. Tại Thanh Hóa, nguy cơ lũ quét đang rình rập miền núi. Chiều 19 tháng 9, ông Vũ Trọng Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Long, đã thông báo về tình trạng mưa lớn kéo dài, khiến đập tràn qua thôn Thành Công bị ngập sâu và chảy xiết. Để bảo vệ an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã lập rào chắn và cử cán bộ canh gác hai bên đầu đập, ngăn không cho người và phương tiện qua lại. Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, lũ tại thượng nguồn sông Mã và sông Chu có khả năng lên mức báo động 1, trong khi hạ lưu vẫn dưới mức này. Các điểm đo tự động ghi nhận lượng mưa ấn tượng như huyện Thường Xuân với 82,6mm và huyện Ngọc Lặc với 81,6mm. Độ ẩm đất ở một số khu vực đã gần đạt mức bão hòa. Đến cuối chiều 19 tháng 9, các huyện miền núi như Thạch Thành, Mường Lát và Quan Sơn đối mặt với nguy cơ lũ quét sạt lở đất, khiến tình hình trở nên vô cùng căng thẳng. Ở khu vực phía nam đèo Ngang, mưa lớn bắt đầu từ 15 giờ 30 phút, gây khó khăn cho tài xế trên quốc lộ 1A. Tại các đoạn qua Thượng Xá, Hải Thượng, Hải Lăng, tình hình mưa vẫn kéo dài từ 14 giờ 30 phút đến 14 giờ 50 phút, kèm theo gió mạnh khiến tầm nhìn bị hạn chế. Tại thủy điện A Lin, Rào Trăng, 48 công nhân đang túc trực với lương thực và thực phẩm dự trữ đủ cho 10 đến 15 ngày, sẵn sàng ứng phó với bão. Tại Hà Tĩnh, phương án sơ tán hơn 4.000 người dân đã được triển khai. Ông Phan Thành Biển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh cho biết sẽ di dời 1.409 hộ dân đến nơi an toàn như trường học và nhà văn hóa. Cùng ngày, 14 ngôi nhà tại xã Kỳ Xuân đã bị dông lốc làm tốc mái và lực lượng chức năng đang khẩn trương hỗ trợ khắc phục thiệt hại. Khi bão số 4 quét qua miền Trung, một tai nạn thương tâm đã xảy ra vào sáng 19 tháng 9 tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Khi bão số 4 trút cơn mưa lớn, một cành cây xà cừ bỗng nhiên gãy rơi trúng người một cô giáo đang ở trong sân trường. Không chỉ vậy, nhánh cây to còn đè lên 4 chiếc ô tô của các thầy cô, khiến chúng bị hư hỏng nặng nề, bẹp dúm. Ngay sau khi sự việc diễn ra, lãnh đạo nhà trường đã nhanh chóng đưa cô giáo bị thương đến bệnh viện để được cấp cứu kịp thời. Tình hình trở nên căng thẳng khi những người xung quanh không ngừng lo lắng cho sức khỏe của cô. Bão số 4 gây thiệt hại tại Quảng Trị. Mưa lớn đang gây ra những thiệt hại nặng nề tại miền núi Quảng Trị, làm chia cắt giao thông và cô lập nhiều khu dân cư. Trưa nay, bầu trời âm u, sóng biển kết hợp triều cường cao 2-3 mét, gió mạnh rít từng cơn, khiến rừng keo tràm ven biển xã Hải An, huyện Hải Lăng nghiêng ngả. Mưa to đã kéo dài từ đêm qua đến 9 giờ sáng, mặc dù sau đó đã giảm. Tại bờ biển làng Mỹ Thủy, người dân khẩn trương đưa tàu thuyền lên cao và chằng chống nhà cửa. Hàng chục quán ven biển đã di chuyển đồ đạc vào các nhà kiên cố để tránh bão. Một ngư dân cho biết sức gió của cơn bão này không đáng ngại, nhưng điều họ lo lắng chính là mưa bão sau bão, có thể gây ngập lụt nghiêm trọng. Những thiệt hại đầu tiên đã xuất hiện. Tại huyện Hướng Hóa, đồn biên phòng Hướng Lập báo cáo rằng một số đập tràn đã dâng nước lên khoảng 0,5 mét, khiến thôn Tri và khu tái định cư Cuôi bị cô lập. Khu tái định cư Bản Cụp cũng đã bị sạt lở nhẹ, buộc chính quyền phải di dời 4 hộ với 15 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ cao. Tại huyện Đắk Rông, các cầu tràn như A Ngo, A Bung và Tà Rụt, A Ngo đã bị ngập từ 0,3 đến 0,5 mét, gây khó khăn cho giao thông. Trong khi đó, ở huyện Hướng Hóa, nhiều tràn ở xã Hướng Linh, Ba Tầng, Tân Lập cũng ngập từ 0,5 đến 1 mét, khiến tình hình giao thông trở nên chia cắt. Tại Quảng Bình, một số sông suối ở xã Dân Hóa và Trọng Hóa cũng dâng cao từ 0,5 đến 1 mét, khiến phương tiện không thể qua lại. Các đồn biên phòng đang khẩn trương cắm biển báo và khuyến cáo người dân tránh xa khu vực nước chảy xiết. Đồn biên phòng Cà Sèn và đồn Ra Mai đã phối hợp với chính quyền địa phương để di dời 105 hộ với hơn 500 nhân khẩu ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở và ngập lụt đến nơi an toàn. Bộ đội biên phòng tỉnh duy trì 42 tổ với 120 cán bộ chiến sĩ, sẵn sàng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa và rà soát các khu vực có nguy cơ cao.
Tại Quảng Nam, dù không phải là tâm bão, nhưng mưa lớn từ đêm qua đã gây ra sạt lở ở nhiều khu dân cư và tuyến đường liên xã huyện Nam Trà My. Ông Trần Văn Mẫn, Phó Chủ tịch huyện cho biết, gần 1.400 người, bao gồm bộ đội, công an và đội xung kích, đã được huy động để ứng phó với tình hình. Huyện đã tích trữ 300.000 kg gạo và 1.200 thùng mì tôm cùng lương khô trong các nhà kho của xã, trường học và các cửa tiệm tạp hóa. Qua rà soát, huyện Nam Trà My xác định có 39 khu dân cư có nguy cơ sạt lở, dự kiến sơ tán hơn 5.000 người. Đêm qua, mưa lớn đã làm 17 ngôi nhà bị đất đá tràn vào và 51 hộ dân đã được sơ tán, ông Mẫn chia sẻ. Bão số 4 vào đất liền Quảng Bình, Quảng Trị, suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo khoảng 13 đến 15 giờ chiều 19 tháng 9, bão số 4, hoàn lưu bão số 4 sẽ đi vào đất liền khu vực tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Lúc 14 giờ 30 phút, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa cho biết bão số 4 đã vào đến đất liền các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Sau khi vào đất liền các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, bão số 4 đã suy yếu nhanh chóng thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão còn cấp 7, giật cấp 10. Dự báo trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15-20 km/h. Sáng đến trưa 19 tháng 9, ở khu vực Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Tà Long, Quảng Trị 179mm, Mai Hóa, Quảng Trị 151mm, Trọng Hóa, Quảng Bình 114mm. Hồi 13 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 107,0 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển Quảng Bình, Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62-74 km/h, giật cấp 10, 89-102 km/h, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 25 km/h. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h. Lúc 11 giờ 40 phút trưa 19 tháng 9, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 4 tên quốc tế Sâu Linh đang nằm ngay trên vùng bờ biển Quảng Bình, Quảng Trị với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Chúng tôi dự báo trong khoảng 13 đến 15 giờ chiều nay bão số 4, hoàn lưu bão số 4 sẽ đi vào đất liền khu vực tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Từ Huế đến Hà Tĩnh có gió cấp 6. Từ Đà Nẵng vào các tỉnh phía trong có nguy cơ gió mạnh, không đáng ngại, nhưng vẫn có mưa rất lớn trong chiều nay, ông Khiêm nhận định. Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng lưu ý, cùng với di chuyển của hoàn lưu bão số 4 khi vào đất liền sẽ có mưa lớn diện rộng ở Bắc và Trung Trung Bộ, đặc biệt là phía Bắc Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh có lượng mưa rất lớn trong chiều và đêm nay. Lượng mưa lớn này có thể gây ngập úng đô thị và lũ quét sạt lở đất. Hiện nay, do ảnh hưởng bão số 4 tại Cồn Cỏ, Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Hoành Sơn, Hà Tĩnh, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Lệ Thủy, Quảng Bình, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Từ đêm qua đến sáng nay ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Hòa Bắc, Đà Nẵng 166mm, Bạch Mã, Thừa Thiên Huế 309mm, Hương Phú, Thừa Thiên Huế 270mm.